Tên em là Đào Trí Lộc và dòng nhạc em sẽ tham gia là dòng nhạc quê hương. Ước mơ của em là được trình diễn trên sân khấu trước tất cả các người khán giả. Đó là niềm mơ ước và một cái niềm hãnh diện khi mà được thể hiện bản thân mình trước tất cả mọi người. Hôm nay em xin được trình bày ca khúc Lời Đắng Cho Cuộc Tình của nhạc sĩ Nhật Ngân. Em xin phép được bắt đầu. Cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu. Khóc chi em cho phai má hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hơi đau mà tiếc thương thân anh. Stop. Em có lộn lời không? Em suy nghĩ kỹ, em có bị lộn lời không? Hãy cùng đón xem SBTN Voice được phát hình vào lúc 1:30 chiều Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 trên hệ thống truyền hình SBTN. Hãy theo dõi trang Facebook SBTN Voice để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. SBTN.